Chào các bạn, cô đã hướng dẫn cho các bạn là cách thêm S và ES ở đằng sau danh từ số nhiều rồi. Bây giờ có những cái nhóm từ để các bạn cần phải học thuộc đây, các bạn làm quen nhé. Ai chưa nhớ thì học lại, còn ai mà học rồi ấy, thì ôn lại, còn ai chưa biết thì bắt đầu học nha. Rồi, danh từ, nhắc tới danh từ thì phải có số ít và danh từ số nhiều. Tên tiếng Anh của nó là singular noun, plural noun, singular. Số ít thì ký hiệu là đằng trước là chữ A và chữ N ha. Danh từ số nhiều plural đằng sau nó phải có S và ES nha các bạn. Ok, từ đầu tiên, nhóm từ đầu tiên là a school, schools, schools là trường học. Đó, nó phát âm của cách thứ ba này z. Ok, a class, classes, classes là lớp học. Phát âm của cái chữ này là is, nhóm thứ hai, cách hai. Ok, a classroom, classrooms, classrooms. Đây là cách phát âm của nhóm từ thứ cách thứ mấy các bạn? Số 3. Z, classrooms. A desk, desk. Bàn có ngăn đựng ha. Cái bàn mà to giống như giáo viên ngồi á, có cái đồ đựng ở dưới ha. Rồi bây giờ học sinh cũng có cái desk á, có cái ngăn bàn để dưới sách tập á. A desk, desk. A table, tables, tables. Cách âm, cách phát âm cách ba ha. Bàn, cái bàn đơn giản thôi, bốn chân mình hay ra ngoài ngồi ăn bún bò á. À, rồi a chair, cái ghế. Chairs, chairs, cách ba, ok, z, cách ba, ghế, ghế có tựa, a stool, stools, stools là cái ghế đậu, cái ghế không có tựa các bạn, không có cái đầu dựa đằng sau ha, đó là cái ghế bốn chân thôi ha, a sofa, sofas, sofas, đây là cái ghế nệm sofa ha, các bạn hay gọi cái ghế sofa đó. An armchair, armchairs, armchairs. Đây cũng là cách phát âm và cách số 3 ha. Ghế bành là ghế gì các bạn? Ghế một người ngồi thôi, cái ghế to đó, có hai bên để tay á. A couch, couches, couches. Đây là cái ghế dài, cũng là ghế sofa luôn nhưng mà nó dài ba người ngồi ha. Đó, couches. Is thì cách phát âm của cách hai ha. A bench, benches, benches. Đây là cái ghế dài mà nhiều người ngồi không có tựa, là cái ghế mà hồi xưa mình đi học á, có cái ghế dài hai bạn ngồi chung cái ghế đó đó, nó không có đồ dựa đằng sau hay các bạn. À, cái ghế đó bốn chân dài ra đó, đó. A book, books, books. Đây là cuốn sách. A notebook, notebooks, notebooks. Đây là cái tập hoặc là vở nha các bạn, để mình viết bài á. À, cách phát âm của cái chữ khờ khờ là cà phê vỡ tái nha các bạn. Cách phát âm của số 1 nha. Z. Cách phát âm là books, xì ra. Còn đây là cách phát âm của số 2, cheese, couches, benches. Cách phát âm số 3 là stools, sofas, armchairs. Ok. A pen, a pen, a pens, pens. Đây là cách phát âm số 3, bút mực. A pencil, pencils, pencils. Cách phát âm số 3, bút chì. A bag, các bạn đọc chữ A lè lưỡi ra, bag. Lè lưỡi ra giống như đi khám nha sĩ, cái lưỡi dài ra, a bag. Có chữ G trong cổ họng, a bag. Bags, bags. Đây là cách phát âm số 3, z, bags. Cái cặp, cái giỏ, cái giỏ, cái túi xách đó các bạn gọi là bags. Ok, a school bags, school bags, school bags. Đây là cách phát âm số 3, z. Cái cặp, đây là cái cặp đi học này, school là để dùng cho trường học ha, gọi là cái cặp ha, cho nó rõ hơn.
marker, các bạn cong lưỡi vì có chữ R, marker, các bạn ghi liền cái chữ này vô, marker. Rồi đây là cách phát âm của số 3, bút lông. A ruler, đây là cây thước kẻ, rulers, cây thước kẻ. Ok, cách phát âm số 3 luôn. An eraser, cong lưỡi lên các bạn, an eraser. Có nhiều bạn khó đọc chữ này ha, cô đọc chậm lại, erasers. Các bạn xì ra, erasers. Đây là cách phát âm số 3. Cục gôm, cục tẩy ha. Rồi tiếp theo cục gôm nữa nè, a rubber, cách phát âm số 3, cục gôm, cục tẩy, a rubber, cục gôm, cục tẩy ha. Thường nó gọi là cây cao su á các bạn, gôm tẩy làm từ cao su ra. A crayon, cách phát âm số 3, bút màu, bút tô màu đó các bạn, bút sáp đó. A board, có chữ D các bạn, a board, các bạn xì ra, boards, cách phát âm số 3, cái bảng. A blackboard, black là màu đen này các bạn, board là cái bảng luôn, blackboards, cách phát âm số 3, bảng đen. Bảng trắng thì mình nói là a whiteboard. Đó là cái bảng trắng, cách phát âm số 3 luôn. A green board, là cái bảng xanh, cách phát âm số 3 luôn. A cupboard, đây là cách phát âm số 3 luôn nha các bạn. Đó là cái tủ đựng chén bát, tủ đựng đồ, tủ nhỏ nhỏ thôi, ta gọi cupboard, hay treo ở phía trên ấy, tường ấy các bạn, hoặc là cái tủ để dưới nhỏ nhỏ thôi. A computer, cô đọc chậm nha. A computer, cách phát âm số 3, computers, máy vi tính. Cái máy vi tính các bạn hay chơi game ở trong đó đó, coi Zalo, Facebook á. Rồi a calculator, đây là máy tính để các bạn tính toán á, học môn toán các bạn tính á, cộng trừ nhân chia ha. Rồi a clock, đó, a clock, clocks, đây là phát âm số 1, là kết có chữ cà phê phở tái này các bạn xì ra. Còn đây là cách phát âm số 3, treo đồng hồ, cái đồng hồ treo tường. Ok, a watch, watches, đây là cách phát âm số 2, t is, đó là có chữ chạy này các bạn, đồng hồ đeo tay. A door, cong lưỡi lên các bạn, a door, doors, cách phát âm số 3 là z. Cửa cái, tức là cái cửa ra vào, cửa to, cửa lớn của mình, nhà mình á. A window, windows, các bạn viết sát vào nha, windows, cách phát âm của số 3, cửa sổ. Basket, các bạn bật lưỡi lên có chữ tờ, a basket, các bạn xì ra, basket, cái rổ, cái thau, basket. Đây là cách phát âm của số 1, vì nó có chữ tái này, cà phê vỡ tái có chữ tờ nè các bạn, vậy là xì ra ha. Tiếp theo a waste basket, hồi nãy mình học basket rồi, bây giờ có chữ waste là cái thùng rác. Ok, waste basket có chữ tờ nè các bạn, phát âm của cách 1, waste basket xì ra các bạn. A waste basket. The alphabet, hoặc là an alphabet.
một cái bảng chữ cái, mà nhiều cái bảng chữ cái thì là mình mới mua hai bảng chữ cái thì mình nói two alphabets, xì ra có chữ tái luôn này các bạn. Cà phê vỡ tái, cách phát âm của số 1, bảng chữ cái, a letter, đây là chữ cái trong bảng chữ cái đây này các bạn, trong bảng thì alphabet nè. Hoặc là lên lớp lớn thì mình gọi là lá thư nha, a letter, letters thì phát âm của cách thứ ba, z, letters bạn, là chữ cái hoặc là lá thư nha. A wall, các bạn cứ chữ đọc chữ o nha, không đọc a wall nha, nhiều bạn đọc a wall. Wall, a wall, âm o, wall, a wall, walls, cái phát âm của số 3, walls, walls, bức tường. A question, questions, questions, đây là cách phát âm của số 3, z, questions, câu hỏi. An answer, cong lưỡi lên các bạn, có chữ r, an answer, câu trả lời. Answers, answers, cách phát âm số 3, z, answers. Nhớ học thuộc lại các từ vựng nha. Tại sao cô nói cách thứ một, cách thứ hai, các bạn nhìn vô cách phát âm đuôi của SES nha. Còn nhớ không? Bạn nào không nhớ mở lại cái video cái cách phát âm ở phía trên nha. Cách phát âm ba cách này của SES này. S là cà phê vỡ tái nè. Stops, walks. Cách phát âm thứ hai là is. Tận cùng bằng con gái ông sáu già chạy xe SH là những cái chữ xanh xanh này này. Ví dụ chữ miss là chữ sờ này các bạn. Đây này, sờ là ông sáu nè. Thì các bạn đọc là Mrs. Ok, là cách số 2. Hoặc là watches, có chữ chạy nè các bạn, CH nè. Đó, thì các bạn đọc chữ is, watches. Đấy, cô thấy làm cô làm cái màu xanh cho các bạn dễ nhớ ha. Cách thứ ba này các bạn là phát âm là z. Đó, z. Rung cái răng chút này, z. Để đầu lưỡi mình ngay đầu răng này, z. Đó, thổi hơi ra, z. Xì ra là nó rung răng rồi, z. Cách phát âm số 3 là những từ còn lại giống như là e, là cái không có có những cái chữ cà phê cà phở tái với lại con gái ông sau già chạy xe SH á, thì nó phát sẽ phát âm là chữ z. Ok, đối với những từ còn lại ví dụ như là place, cái chữ e này các bạn nó có nằm trong những cái chữ này không? Không, y dài không có nằm trong mấy cái chữ này nha, không có chữ cà phê phở tái, không có luôn, cho nên nó phát âm cách ba là z. Studies, studies, nó phát âm là z, giống như là con ruồi kêu á, z, studies, ok, studies là học á, play là chơi, study là học, miss là nhớ, watch là cái đồng hồ đeo tay, ok, còn có nghĩa là xem tivi ha. Rồi cô chúc các bạn học giỏi.